văn phòng luôn cảm thấy rằng david hơi kỳ lạ và mag cũng cảm thấy như vậy nhưng chỉ để đảm bảo an toàn anh bảo Rose không được bốc đồng mà phải bí mật quan sát đồng thời hai giờ đang cẩn thận kiểm tra danh tính của từng người mới đến nhưng sau khi nhập tên của david hệ thống cho thấy rằng không có người như vậy trong khi cô đang suy nghĩ về những gì đang xảy ra thì david đã đến văn phòng của mag có vẻ như anh ta đang tìm kiếm thứ gì đó nhưng bị mag đang đến cắt ngang để đối mặt với danh tính của anh ấy mag đã cố tình nêu tên người đứng đầu khu c và hỏi anh ấy đã về chưa anh ta vẫn cố gắng nói dối rằng người kia đã quay về nhưng anh ta không biết người mà mag đã nói mặc dù anh ta đã cố gắng hết sức để giải thích rằng anh ta đã được gọi về trụ sở chính trước vụ nổ, mag vẫn nghi ngờ anh ta. Sau bữa tối, Rose bắt đầu nghiên cứu bức tranh của Fuller. Cô muốn giải mã nguyên nhân của thảm họa và bí mật của bào tử, nhưng không thể tìm. Mãi cho đến khi kết nói với cô rằng bào tử không tấn công cô vì cô đang mang thai. Lúc này Rose chợt hiểu ra rằng vòng tròn tượng trưng cho sự khởi đầu và kết thúc của cuộc đời. Lúc này, mager và David cũng bước vào, nhưng cô không muốn nói chuyện với họ chút nào, bởi vì cô đã phân tích xong thông tin mà Fuller muốn bày tỏ các vòng tròn đại diện cho tuổi của bào tử và khoảng cách giữa mỗi vòng tròn khoảng cách trùng với thời điểm xảy ra năm sự kiện tuyệt chủng hàng loạt và vòng cuối cùng đại diện cho thời đại